Rồi, hello. Hôm nay Lung Nghiệp mình lại xin chào toàn thể các anh em. Tiếp tục hôm nay mình lại quay trở lại với các anh em đây. Như vẫn như thường xuyên thì hôm nay mình lại tiếp tục là mình giải đáp cái thắc mắc mà cho của bạn Mã Nguyễn. Bạn ấy cũng hỏi mình là về những cái dòng đốm đuôi, thế như là dòng Whisky này, dòng Alaska này, dòng Pitbull này. Là những cái dòng đấy thì đuôi của nó ấy là lúc nào nó cũng có một cái phần đoạn dài từng này của đuôi là nó màu trắng. Đấy. Tức là cái bản thân của chúng nó là như vậy rồi. Rồi ok, để đến cái phần giải đáp thắc mắc của bạn ấy thì mình trước tiên là mình xin chúc cho toàn thể các anh em coi như là có thật nhiều sức khỏe, mà làm sao bây giờ đang thời điểm căng co của dịch Covid thì anh em làm thế nào coi như là tránh được cái dịch Covid thì càng tốt. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào luôn cái vấn đề chính mà bạn Mã Nguyễn bạn ấy thắc mắc. Thế như ở video trước mình cũng đã chia sẻ là kinh nghiệm mà những cái vấn đề về cái dòng đốm đuôi nó mang lại cho gia chủ rồi. Thì tiếp tục đến bây giờ hiện nay thì cái dòng mà như ba dòng mà của bạn ấy bảo đó là dòng Pitbull, dòng Whisky, dòng Alaska. Bản thân chúng nó nhé, anh em nhé, là bản thân chúng nó sinh ra, từ khi sinh ra là chúng nó đã có một cái khoang đuôi trắng đấy rồi, mà đúng ở ngọn đuôi nhưng mà nó vẫn là còn còn dài. Đây. Nó đốm nó trắng ở đoạn đuôi đấy, chắc là anh em nuôi thì các anh em cũng biết rồi. Đấy là bản thân chúng nó là sinh ra nó đã có rồi. Nên là anh em cứ nuôi thoải mái, không có vấn đề gì. Những cái dòng đấy không phải bỏ. Mà bởi vì là cái dòng Tây, dòng gọi là dòng chó Tây ấy thì là nó toàn thế thôi. Thế như cái dòng Bắc Đức này thì lại không có nào có nha anh em nhé. Đây. Bản thân như dòng Bắc Đức này hay là như dòng Doberman này hay là như dòng chó quê mình. Đấy, chó quê mình thì có hàng lai pha. Như thường thường là lai của Bắc Đức này là nhiều. Với lại hàng lai của lai nó ép ra nhưng không có một con nào có đốm đuôi anh em nhé. Và đến lúc có một con đốm đuôi thì chắc chắn là con ấy anh em sẽ không nuôi được, anh em phải bỏ ngay lập tức. Bởi vì là bản thân dòng giống của chúng nó là bố mẹ rồi cha sinh mẹ đẻ ra, chả có con nào coi như là đốm như thế, mà tự nhiên giờ chúng nó bản thân nó sinh ra nó lại đi coi như là bạch thiệt như vậy thì anh em phải suy nghĩ đến cái vấn đề đấy, chứ không phải là như bạn ấy là bạn ấy nghe không hiểu ra thì bạn ấy cứ bảo là dòng nào đốm đuôi như thế thì cũng bỏ, không phải bỏ. Mà nói chung anh em cứ hợp mệnh, hợp mới lại mấy cái dòng đấy mà anh em có điều kiện anh em cứ nuôi. Còn như mình ấy thì mình không có điều kiện nên là mình không nuôi ba cái dòng đấy. Bởi vì là mình thứ nhất là về kinh tế, thứ hai là bản thân mình không thích mấy cái dòng đấy. Cho nên là mình không nuôi. Nhà mình thì chỉ có hàng Man mới lại hàng Đức mới lại hàng coi như là Lai thôi. Mới lại hàng Bỉ, Béc Bỉ thì mình cũng nói như này, Béc Bỉ nó cũng bản thân chúng nó cũng không có. Nếu như anh em nào mà đi bắt Béc Bỉ mà có một con như thế thì tốt nhất là anh em cứ lé lé nó ra. Còn nếu mà anh em không tin thì các anh em cứ nuôi, cứ bắt về nuôi. Bắt về nuôi nó cũng không sao đâu, nó cũng rất thông minh. Cũng chẳng ảnh hưởng gì, cũng chẳng vấn đề gì ở bản thân nó đâu. Thế còn lại anh em cứ nuôi đi rồi anh em tự ngẫm mà tự suy nghĩ. Thế còn lại như là về cái dòng mà cọc đuôi nữa thì mình ở đây mình cũng nói luôn là về cái dòng cọc đuôi. Cọc đuôi như là có mông cọc, cha sinh mẹ đẻ nó ra thì nó cũng đã coi như là cọc đuôi rồi. Đấy là tự bản thân nó cọc. Thế còn lại mông cọc thì nó dòng chó mông ấy thì nó có lại mông đuôi dài và mông cọc, nó có hai loại. Và bây giờ nó nhân giống ra được nhiều nữa thì mình không biết được, bởi vì là bây giờ các kỹ sư mới này, các chuyên gia giờ nhiều lắm, nhân giống ra giờ kiểu như là cái dạng lan đột biến ấy, nó nhiều cái chủng loại nên mình không biết được, mình chưa lắm hết. Thì mình chỉ biết được là có cái dòng mông đuôi và mông cọc thế thôi.
hay là như ở cái dòng Bắc Hà, Đuôi Xù cũng thế. Đấy, thì là nó cũng có rất nhiều những cái chủng loại, nhưng mà Bắc Hà thì nó cũng hầu như nó cũng không có cái đoạn đuôi trắng như thế, đúng không anh em? Hầu như mình thấy thì chỉ có ba chủng loại thôi. Ben, mày cắp đi đâu ấy? Xin lỗi anh em nhé, vừa quát con Ben, cái con Ben này nó hư quá. Nó có cái thói là ăn nên là nó hay cắp cái bát đi, nó giấu, nó để về chỗ của nó. Đấy, dòng Doberman của mình đấy. Đây thì là mình cũng giải đáp cái thắc mắc cho các cho các bạn Nguyễn Mã cũng là ok, hy vọng là bạn sẽ hiểu, cho nên là bạn cứ những về cái dòng đấy là bạn cứ nuôi thoải mái nhá. Mình xin nhắc lại một lần nữa là bạn không phải bỏ đây đâu, ba cái dòng đấy bạn cứ thích thì bạn hợp bạn bạn nuôi, bạn thích thì bạn nuôi không sao. Nó mình những cái dòng đấy thì mình chưa thấy có vấn đề gì mang lại cho gia chủ đâu, mình cũng ít thấy lắm, nhưng mà anh em cứ nuôi, và ai cũng đã gặp qua những cái trường hợp rồi, hay là anh em cũng đã nuôi được những như thế rồi, thì anh em có thể comment ở bên dưới để anh em cùng tham khảo. Bởi vì là mỗi người có trên xã hội này thì có rất nhiều những anh em đã nuôi, và cũng có rất nhiều anh em đã gặp thế nọ hay gặp thế kia, cũng có chứ. Nhưng mà bản thân mình thì mình chỉ chứng kiến được hai trường hợp về đốm đuôi bạch thiệt thôi, chứ còn lại về những cái dòng khác thì còn những người khác bị thế nào thì mình không biết được, bởi vì là nó rất chi là khó nói. Thôi nào, bé lại đây. Đây bé này thì bây giờ cũng khá là ngoan rồi anh em ạ. Nào bé lại đây, thôi đi từ từ bình tĩnh nào. Hai con nó đùa nhau hay cắn nhau lắm. Sáng mới đêm, hầu như đêm là về đêm mình sẽ đổ ra để cho nó đi săn bắt chuột anh em ạ. Thế còn lại như ngày này thì mình để cho nó vào chuồng, bởi vì là ngày nhà mình có rất nhiều khách, cho nên là nhiều lúc anh em vào nhìn thấy chó to là anh em sợ. Rồi hôm nay mình giải đáp thắc mắc cho bạn Nguyễn Mã về dòng chó đốm đuôi đến đây là kết thúc. Anh em nào xem thấy hay cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thế còn lại anh em nào thắc mắc cái vấn đề gì mà mình chưa kịp trả lời hết thì mong các anh em thông cảm, bởi vì là một ngày của mình bây giờ mình có hàng trăm anh em hỏi ấy, cho nên là mình sẽ chưa trả lời kịp, nên là mong các anh em thông cảm. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, mình cũng xin chúc cho các anh em coi như là luôn luôn có cái sức khỏe. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau.